Đây thì xin mời bạn Mạnh Cường và bạn Nguyễn Thủy sẽ đến với ca khúc Bụi Phấn á. Xin mời hai bạn. Hôm nay là ngày trở về của cựu học sinh Ngọc Mỹ chúng em. Thay mặt cho tất cả các bạn cựu học sinh, em xin kính chúc thầy cô sức khỏe. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và vui. Vâng, tôi gửi đến quý thầy cô và cùng thầy các bạn một lời chúc tốt đẹp nhất và chúc sức khỏe. Sau đây
Cường và Thủy, những người bạn ngày xưa sẽ gửi chúng ta bài Bụi Phấn để chúng ta ôn lại một thời học sinh. Đôi lời chia sẻ với toàn thể các thầy cô giáo và các bạn. Xin kính mời thầy. Và bây giờ các em đã trở thành ông thành bà rồi, làm trụ cột cho gia đình rồi. Trước mặt thầy là một vườn hoa, là một vườn hoa mà những cái bông hoa này ở xã Hồng Ý sẽ phát triển thăng tiến mãi, bền vững và thăng tiến mãi. Hôm nay được về gặp các em thì thầy nói hai điều. Cái thứ nhất là cái cảm xúc này này, cái cảm xúc của các thầy giáo già mà được về gặp lại học trò xưa thì không có cái gì quý bằng. Tiền tài danh vọng, tất cả mọi thứ không bằng, không mua được cái đó. Đấy là cái tình cảm sâu sắc giữa con người với con người, giữa thầy với trò. Điều thứ hai là ở cái xã Ngọc Mỹ này này, văn hóa truyền thống nòi giống rất là đẹp, nhưng chỉ có duy nhất từ ngày thành lập trường đến giờ thì duy nhất hôm nay có cái buổi gặp mặt của các em học sinh khóa 88 thôi. Vỗ tay to lên các bạn ơi, to nữa lên nào.
Cô đưa lên. Quá tuyệt vời. 80 tuổi mất rồi. Sức khỏe càng ngày càng suy kiệt dần. Nhưng mà luôn luôn nhớ đến trường, luôn luôn nhớ đến các bạn học trò của mình. Thế thầy xin ra đọc 4 cái câu thơ trong cái bài Ông Giáo Già để cho các em nghe nhé. Cả đời gánh chữ trao thiên hạ để nhận niềm vui lúc về già. Tiến sĩ thành danh còn nhớ đến quê nhà ông giáo mộng mưa xa. Thế xin phép kính chúc sức khỏe của các thầy cô giáo cho và thời ngày xưa 30 năm rồi nha, chị ta mừng. Vâng, xin thay mặt các bạn học sinh xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc với thầy giáo già. Năm nay đã 80 tuổi rồi, nhưng mà thầy vẫn còn rất là sung sức. Chúng em chỉ mong được 70 tuổi khỏe như thầy ạ. Một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn thầy đang được không ạ? Của các quý khách. Về phía thầy cô đã dạy chúng ta, xin trân trọng giới thiệu thầy Đỗ Hồng Thiều, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Trân trọng kính mời cô Nguyễn Thị Quy, nguyên phó hiệu trưởng nhà trường. Trân trọng kính mời thầy Nguyễn Doãn Đăng, thầy đã vừa xin phép về trước. Thầy Nguyễn Mạnh Phúc, giáo viên bộ môn sinh học. Thầy Đỗ Vinh Dự, giáo viên bộ môn
giáo dục công dân. Cô Doãn Thị Liêm, giáo viên bộ môn toán. Trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Thị Kim, giáo viên bộ môn văn. Cô Nguyễn Thị Bình, giáo viên bộ môn toán. Cô Nguyễn Thị Hạnh, giáo viên bộ môn địa lý. Cô Nguyễn Thị Mão, giáo viên bộ môn kỹ thuật. Cô Nguyễn Thị Thảo, giáo viên bộ môn toán. Cô Trần Thị Huyền, giáo viên bộ môn địa lý. Cô Nguyễn Thị Quế, giáo viên bộ môn toán. Cô Đỗ Thị Loan, giáo viên bộ môn sinh học. Chắc hôm nay là cô Loan thì cũng có lý do khách quan cho nên là xin phép phòng thần dự được. Và quan trọng hơn nữa là trên 130 bạn cựu học sinh của trường Ngọc Mỹ. Các bạn nổ một tràng pháo tay lớn lên không ạ? Quá tuyệt vời ạ. Quá tuyệt vời. Dạ. Và sau đây xin trân trọng kính mời bạn Hà cùng tham dự chương trình. Xin chào các bạn, là còn chúng tôi là cố tình là để còn một cô giáo nữa, chúng tôi để sau cùng ạ. Tại vừa rồi là cô giáo xuất hiện, cô Nguyễn Thị Bình, giáo viên bộ môn toán. Vâng, có lẽ là vừa rồi là anh chị biết là ở trên đèn đỏ tín hiệu giao thông đỏ nhưng đôi khi là mình cứ đi theo là của bác giao thông, thì vừa rồi có một số cái cánh tay cho lên thì có thể là MC là chưa bắt được sóng, thì rất là xin lỗi là vừa rồi. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu về ban giám hiệu nhà trường, cô giáo Nguyễn Thúy Hà, hiệu trưởng nhà trường. Đến tham dự và chúc mừng buổi lễ ngày hôm nay, chúng ta vinh dự được đón tiếp các thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường. Các thầy cô đã giảng dạy chúng ta những năm còn học tập dưới mái trường Trung học cơ sở Ngọc Mỹ. Và ngay sau đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cô giáo Nguyễn Thúy Hà, hiệu trưởng nhà trường, lên trao lãng hoa tươi thắm chúc mừng buổi lễ. Xin mời bạn Thành thay mặt ban tổ chức lên nhận hoa chúc mừng. Xin mời bạn Thành. Giáo Hà trao tặng cho ban tổ chức một tràng pháo tay thật lớn, lớn hơn nữa, lớn hơn nữa. Vâng, xin cảm ơn. Giới thiệu thầy, trân trọng kính mời thầy Thiệu ạ. Thầy Thiệu lên trao lãng hoa tươi thắm của các thầy cô giáo chúc mừng buổi lễ. Và về phía ban tổ chức học sinh, chúng tôi xin mời bạn Phương và bạn Ngọc thay mặt ban tổ chức lên nhận hoa chúc mừng hiệu trưởng của cô hiệu phó trong suốt những năm chúng ta là học sinh của nhà trường. Lãng hoa tươi thắm. Và chúng tôi xin mời các bạn đại diện thôn Ngọc Than lên trao tặng lãng hoa tươi thắm để chúc mừng buổi lễ. Và về phía ban tổ chức, tôi xin chân thành kính mời bạn Thành và bạn Phương lên nhận lãng hoa của các bạn. Một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? To nữa. Vâng, xin cảm ơn những tình cảm rất là tuyệt vời của các bạn cựu học sinh đã dành cho nhau trong buổi sáng ngày hôm nay. Để trao tặng ban tổ chức, tôi xin trân trọng kính mời bạn Lượng và bạn Thủy thay mặt các bạn của thôn Ngọc Than lên trao tặng lãng hoa. Các bạn ơi, to nữa, lớn hơn nữa. Vâng, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Chúng tôi nhìn thấy các thầy giáo, cô giáo vẫn khỏe mạnh dù đã trải qua hơn 30 năm rồi. Có những thầy giáo đã 80 tuổi rồi mà vẫn sung sức. Cái đó chúng tôi phải học tập và rất tuyệt vời, quý báu những tình cảm ngày hôm nay. Hơn 130 học sinh và rất nhiều các thầy cô rất đông đủ về đây tham dự. Một lần nữa, xin một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Kính thưa thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn học sinh thân mến, thời gian dần trôi qua, sân trường xưa đã trở thành dĩ vãng, nhưng mỗi lần nhớ lại thời đi học, ta lại xao xuyến, bồi hồi, xúc động. Hôm nay ngồi nhớ lại chuyện xưa, có lẽ bạn và tôi đều mỉm cười mãn nguyện. Đó chính là tình bạn học để chúng ta sẽ hoặc chợt nhận ra rằng dẫu cuộc đời trôi qua như mây khói, nhưng chỉ có tình bạn học là vô cùng khó quên. Thay mặt
mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời bạn Nguyễn Thị Thu Phương lên khai mạc buổi lễ. Xin mời bạn Phương và xin các bạn một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Thưa toàn thể các bạn thân mến, lời đầu tiên em xin thay mặt cho các bạn cựu học sinh niên khóa 1987-1991 xin gửi lời chào trân trọng tới toàn thể các thầy cô giáo, các vị đại biểu và cùng thể các bạn đã đến chung vui với chúng em ngày hôm nay. Khởi điểm cho một tình thầy trò, một tình bằng hữu sâu sắc vững bền, để đến hôm nay chúng ta cùng nhau long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 31 năm ngày trở về trường xưa. Trong giờ phút đặc biệt này, chúng ta không quên chia sẻ niềm vui với tất cả các bạn bè đang sinh sống trên mọi miền Tổ quốc, những người vì điều kiện xa xôi hoặc vì nhiều lý do khách quan khác nhau đã không thể về tham dự ngày vui này. Chúng ta xin tin chắc rằng giờ phút này dù ở đâu, các bạn cũng đang hướng tấm lòng về quê hương Ngọc Mỹ, nơi có mái trường xưa yêu dấu, để cùng chúng ta cảm nhận và tôn vinh tình cảm thầy trò, tình bạn hữu. Trong niềm hân hoan của ngày hội ngộ, chúng ta xin tưởng nhớ sâu sắc đến các thầy cô giáo, các bạn trong khóa đã mãi mãi đi xa về với cõi vĩnh hằng. Chúng ta nồng nhiệt chào đón hơn 130 bạn bè cựu học sinh khóa 1987-1991. Đặc biệt xin trân trọng chào đón những người bạn đang làm việc sinh sống xa quê với tinh thần trách nhiệm của một thành viên khóa 8791 đã vượt chặng đường xa hàng trăm hàng ngàn cây số để về tham dự ngày vui trọng đại này. Xin trân trọng chào đón các thầy cô giáo đã vượt qua những khó khăn về sức khỏe để đến chung vui với chúng em ngày hôm nay. Kính thưa quý thầy cô giáo, thưa các bạn thân mến, hơn 31 năm trước đây, chúng em là những cậu bé, cô bé, độ chừng 11 đến 15 tuổi, với tâm trạng phấn khởi, háo hức, xen kẽ với những bỡ ngỡ lo âu bước vào cổng trường cấp 2 Ngọc Mỹ này, để rồi được các thầy cô giáo trang bị cho những kiến thức, những bài học làm người như một hành trang bước vào đời. Đã hơn 31 năm rồi và cũng gần ấy thời gian, mỗi chúng ta đều bị cuốn theo dòng xoáy của cuộc đời, với bao suy nghĩ lo toan cho cuộc sống, với bao niềm vui, nỗi buồn, đáng nhớ và quên. Nhưng có một điều chắc chắn rằng mỗi người trong chúng ta không thể quên được những ngày còn đi học chung dưới mái trường thân yêu này. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Có những bạn vì nhiều lý do khách quan khác nhau đã không thể đi cùng chúng ta đến hết bậc trung học cơ sở. Nhưng hôm nay chúng ta lại được gặp nhau nơi đây sau bao năm xa cách cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của ngày xưa thân ái. Chúng ta cùng cảm ơn sâu sắc tới quê hương Ngọc Mỹ, nơi đã cho chúng ta sinh ra, lớn lên, nuôi dưỡng ấp ủ bao kỷ niệm đẹp, nơi xây đắp cho chúng ta những ước mơ hoài bão và nghị lực để bước vào đời. Chúng em xin được cảm ơn và tri ân các thầy cô giáo, dẫu trong hoàn cảnh thiếu thốn về mọi mặt, nhưng thầy cô đã vượt qua tất cả, không những đem hết nhiệt huyết truyền thụ cho chúng em đầy đủ kiến thức theo chương trình, mà thầy cô còn tiếp thêm cho chúng em sức mạnh về ý chí, về nghị lực, về tư duy cuộc sống. Thầy cô đã cho chúng em những bài học tinh thần, trách nhiệm, bài học về tình và nghĩa. Kính thưa quý thầy cô giáo, thưa các bạn thân mến, 31 năm là một chặng đường tuy chưa phải là dài so với lịch sử dân tộc, song không còn ngắn đối với sự trưởng thành của mỗi con người. Thời gian đã làm cho chúng ta trở thành các bậc trung niên đang ở độ tuổi 46-47. Đã có những bạn đã có con vào đại học, có những bạn đã lên chức ông, bà. Hoàn cảnh môi trường làm việc và sinh sống đã khiến chúng ta mỗi người một nơi. Có bạn đang sinh sống xa quê, còn lại đa số chúng ta sinh sống và làm việc tại quê nhà. Với ý chí vươn lên cùng với sự cố gắng phấn đấu của mỗi bản thân, cộng với những yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chúng ta vui mừng vì có những bạn đã có học vị rất cao, có chức vụ trong các cơ quan chính quyền đoàn thể. Cho dù ở cương vị nào, với công việc gì, tôi cũng xin kính chúc các bạn tiếp tục phát huy và cống hiến nhiều hơn nữa cho gia đình và xã hội. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều những bạn vẫn đang đối mặt với bao khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng dù con đường nào, dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta hãy luôn thắp lên ngọn lửa hy vọng. Xin chúc cho các bạn ngày thêm rắn giỏi, thêm vững vàng và thành công trong cuộc sống. Mỗi thành viên khóa 8791 chúng ta không còn là giới hạn trong bất kỳ lớp nào nữa, không phân biệt sinh sống và làm việc ở đâu, địa vị xã hội như thế nào. Chúng ta đều có chung một tâm niệm rằng đây là sự khác biệt về mặt xã hội và địa lý, song có lẽ không bao giờ tạo ra sự cách biệt trong tình nghĩa bạn bè cùng khóa chúng ta. Sự có mặt đông đủ của các bạn ngày hôm nay một lần nữa đã minh chứng cho tinh thần về tình bạn vững bền của cựu học sinh Trung học cơ sở Ngọc Mỹ khóa 1987-1991 chúng ta. Với tinh thần đoàn kết toàn khóa, gắn bó yêu thương, thay mặt ban tổ chức,
tôi trịnh trọng tuyên bố khai mạc buổi lễ họp mặt kỷ niệm 31 năm ngày trở về của tập thể cựu học sinh Trung học cơ sở Ngọc Mỹ khóa 1987-1991. Chúng em xin kính chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe, vạn sự như ý. Chúc các vị đại biểu luôn luôn mạnh khỏe, thành đạt. Chúc các bạn và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc cuộc gặp gỡ của chúng ta ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Tốt ạ, từ sáng đến giờ chúng ta có nhiều phần phát biểu. Và đến bây giờ là một chương trình để kết nối các bạn với nhau, xem là ai là người có trí nhớ tốt. Ngày xưa toán 9-10, nhưng bây giờ không biết là còn nhớ những thầy cô mình ngày xưa dạy mình là ai không. Và ngay sau đây là chương trình đố vui trúng quà. Thấy quà là vui đúng không? Câu số 1, khóa học của chúng ta có bao nhiêu lớp 6? Bạn hãy kể tên các thầy cô chủ nhiệm ở từng lớp 6. Xin mời những cánh tay ạ. Phần quà không hề nhỏ, có giá trị. Bạn nào giơ tay nhỉ? Giơ tay nhỉ? Bạn nào giơ tay lấy quà nhỉ? Ai biết giơ tay lấy quà đâu? Ai ai ạ? Mời bạn. Bạn nào biết thì giơ tay nhỉ? Lên lên đi phát biểu đi xem nào. Không, mời lên sân khấu thì khó, nhưng mà thôi, đứng tại chỗ cũng được. Ba lớp. Ba lớp thì không đúng. Quà thì có một gói. Nếu mà đoán đúng ba lớp thì không chia đôi quà được. Cố lên, cố lên. Có mấy lớp các bạn ơi? Hãy lực kể được tên không? Bạn nào nhớ nhỉ? Bạn Thủy nhớ đưa tay lên nào. Rồi, mời bạn Thủy. Theo mình nhớ thì lớp 6 là chúng ta có 5 lớp, 6A, 6B, 6D, 6E, 6 A, B, C, D, E mà, 5 lớp mà. Đúng rồi. 6A thì do cô Thảo chủ nhiệm. Ôi! Các bạn ơi, câu trả lời hoàn toàn chưa chính xác. Xin mời Thủy đi lên nhận quà sau một thế nhé. Nhận một bông hoa chứ không nhận là quà. Nhận bông hoa. Kể tên được nhận lớp. Sai thì cũng ủng hộ một bông hoa nhỉ, chứ tươi thắm. Các bạn ơi, còn ai nhận quà. Cảm ơn là Thủy nhiều, cảm ơn rất nhiều. Nhớ được 5 lớp là quá tốt rồi. Bây giờ ai có trí nhớ vượt thời gian xin phép giơ tay ạ. Bạn nào có trí nhớ vượt thời gian vui lòng giơ tay để nhận quà ban tổ chức. Bạn nào nhỉ? Phần quà có trị giá dưới 10 triệu đồng. Chắc khoảng độ 9 triệu 8 thôi các bạn ơi. Các bạn thảo luận xong chưa? Giơ tay đi không? Các bạn cứ đoán đi, 31 năm rồi cả mà là một quãng thời gian để mà các bạn nhớ được là phải gọi là thiên tài đấy. Các bạn ơi, tiến đồng tiến. Bạn Tiến nhá. Bạn Tiến Phú Mỹ xin trả lời. Kính thưa các thầy các cô cùng toàn thể các bạn, thì chúng ta học lớp 6 với nhau thì có 5 lớp tất cả, lớp A, lớp B, lớp C, lớp D và lớp E. Thì lớp A chủ nhiệm là cô Nguyễn Thị Bình dạy toán. Đúng rồi. Lớp B đúng. Là cô Kim dạy văn. Lớp C là cô Tình dạy toán. Lớp D là cô Ngà. Và lớp E là cô Quế cũng dạy toán. Rồi, xin cảm ơn bạn Tiến. Mời bạn nhận giải của ban tổ chức. Rất cảm xin ơn bạn. Cảm ơn. Phải là một thiên tài mới nhớ 31 năm đấy các bạn ạ. Phải một trí nhớ cực kỳ tốt thì mới nhớ được. Câu số 2. Câu số 2. Thời điểm chúng ta là kiểu học sinh, ai thầy cô nào là hiệu trưởng, thầy cô nào là hiệu phó? Thủy, mời bạn Thủy, mời bạn Thủy. Dễ lắm, tí nữa câu 3 khó hơn nhá. Theo trí nhớ của mình, cái thời điểm cựu học sinh của chúng mình lúc đó thầy hiệu trưởng là thầy Đỗ Húc Thiệu và thầy hiệu phó là Nguyễn Xuân Tiệu và cô. Câu trả lời chưa chính xác. Thông cảm, vẫn tặng bạn một bông hoa. Chúng ta đang học cấp 2 các bạn ơi,
hôm nay giờ lễ kỷ niệm cửu cấp 2 mà bạn đi trả lời cấp 1 chắc chưa đấy. Chỉ nhớ bạn đi hơi sâu. Chắc là ban tổ chức phải tặng bạn hai món quà. Nào, các bạn ơi. Mời bạn Bình, mời bạn Bình. Xin kính thưa tất cả các thầy cô giáo cũ, kính thưa tất cả các bạn. Theo tôi nhớ thì cái khóa chúng mình là thầy Hiệu làm hiệu trưởng và cô Quy làm hiệu phó ạ. Cảm ơn bạn Bình, trí nhớ cực kỳ tốt. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời của bạn Bình. Câu số 3. Số 3 khó đây. Càng ngày mức độ càng khó này. Nhưng mà giải cao lắm, gần 10 triệu đấy. Lớp 9 có mấy lớp và ai là giáo viên chủ nhiệm và ai là lớp trưởng? Xin mời các bạn. Xin mời các bạn. Lại một câu khó đây. Lớp 9 có mấy? 9A, 9B, 9B gì đó đúng không ạ? Có mấy lớp 9? Ai là giáo viên chủ nhiệm và ai là lớp trưởng? Xin mời các bạn. Lớp A là cô Lương chủ nhiệm. Lớp B là thầy Phúc ạ. Đúng rồi. C là cô Kim ạ. Hoàn toàn chính xác. Và ba bạn lớp trưởng là bạn nào? Lớp A là bạn Bảo Ngọc. Lớp B là bạn Phương. Và lớp C là bạn Cương ạ. Hoàn toàn chính xác. Xuân Trường, đúng rồi, Xuân Trường. Vâng, ban tổ chức cảm ơn bạn và trao cho bạn một bông hoa. Xin cảm ơn. Ban tổ chức có một món quà gọi là to to chứ không phải nhỏ nhỏ đấy ạ. Tiếp theo câu số 4. Khi bạn học lớp 7, ai là giáo viên chủ nhiệm, ai là lớp trưởng, ai là quản ca? Xin mời các bạn. Đấy là các bạn học lớp nào đấy ạ? Các bạn không phải bất kỳ. Đâu các bạn đâu ăn nói lên chứ đâu. Mà xin được gặp các thầy cô cũ. Em cũng xin gửi lời chào sức khỏe tất cả các thầy cô ạ. Em nhớ lại là lớp 7 thì em được cô Nga chủ nhiệm ạ. 7 gì? 7 bờ hay là bờ? Thảo 7C à? Có đúng không nhỉ? Đâu bạn Thảo đúng nhỉ? Bạn Thảo bạn ca của lớp mình đâu nhỉ? Đúng. Câu trả lời chính xác 99% rồi. Dù sao thì cũng là tuyệt vời. Xin tặng bạn món quà. Kể ra cái chuyện riêng tư thì nó rất chi là riêng tư. Nhưng hôm nay cũng là 31 năm rồi, mình cũng sẽ bộc bạch cái thời điểm đang học cấp 2. Mình vẫn xin mời bạn mình. Ôi ôi, một cái tin động trời các bạn ạ, một cái tin động trời. Chắc chắn là Phương mới được khơi dậy 31 năm. Những cá nhân Thảo có một cái cảm xúc thầy học trò mình rất quý, thật sự là rất quý bạn Tình. Đó là chuyện của quá khứ rồi ạ. Hôm nay trước mặt tất cả các thầy cô, các bạn, Thảo cũng muốn bộc bạch cái cảm xúc đấy. Mặc dù là một cái quá khứ rất sâu. Hôm nay tôi cảm ơn tất cả các thầy cô, tất cả các bạn đã được đến đây để gặp mặt các bạn. Rất là cảm ơn bạn đã là các cô. Tôi không biết nào. Hai bạn ôm eo gái thằng nào ôm tử tế chứ, chứ là thầy cô mà cô ôm cực kỳ ý nghĩa. Rồi xin cảm ơn hai bạn. Xin chúc các thầy cô mạnh khỏe. Xin chào tất cả các bạn. Mình học lớp 6A và mình nhớ là năm đấy cô Bình chủ nhiệm và bạn Bảo Ngọc làm lớp trưởng. Về bạn quản ca mình nhớ không nhầm thì bạn Ngọc Liên. Mình rất nhớ cái thời cô Bình chủ nhiệm lớp mình. Cô Bình chủ nhiệm lớp mình thì là rất là nghiêm khắc, đó là không cho các bạn trai các bạn gái là nói tục chửi bậy, và đến bây giờ mình vẫn còn nhớ cái kỷ niệm của cô. Rồi, cảm ơn câu trả lời của bạn. Câu hỏi tiếp theo. Khi học cấp 2, Ngọc Mỹ,
bạn yêu thích môn học nào và tại sao? Các bạn nam chưa đứng thầy cô giáo và các bạn ở học cấp 2 em học lớp 9A, từ lớp 6A đến lớp 9A em thích học nhất là môn lịch sử, và các bạn đã dạy các bạn đã được đặt tiền để gọi là cán sự sử, bởi vì khi mà cô giáo ơn gọi lên thì các bạn không bao giờ các bạn gọi lên kiểm tra bài cũng không bao giờ các bạn giơ tay, mà chỉ có mỗi bên bạn này là giơ tay lên để trả lời cho cô giáo. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Xin cảm ơn bạn này. Vâng, ban tổ chức đây xin tặng một món quà. Tài một món quà nhỏ. Câu hỏi thứ nhất đối với bạn khi còn học sinh cấp 2 ở Mỹ, và câu hỏi này chúng tôi cũng có tin nhắn riêng rồi. Và tôi xin mời bắt đầu trước, xin mời bạn Nguyễn Thủy lên chia sẻ. Xin thay mặt cho các bạn cựu học sinh của trường gửi đến thầy cô lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Thuở học trò, chúng ai cũng phải trải qua có nhiều ước mơ hoài bão, cũng có nhiều kỷ niệm không thể phai phôi. Và hôm nay, ngày trở về trường xưa sau 31 năm xa cách, em cũng như bao bạn học sinh khác có những kỷ niệm đã in dấu vào tiềm thức của em. Kính thưa các thầy cô, thưa các bạn, để nhắc lại những kỷ niệm mà em không bao giờ quên, vào năm 1990 khi trường Ngọc Mỹ bị một cơn bão đã làm đổ và những lớp học đã bị tiêu điều, cây cối thì ngả nghiêng toàn trường. Lúc ấy lại phải đi học sơ tán, ở học nhờ ở nhiều nơi, nhưng riêng khối lớp 9 chúng em học tập trung ở trường Đầu Làng, chỗ nhà thầy Thiều đấy ạ. Vâng, em lớp 9 lúc bây giờ của em cũng là kỳ thi kỳ học kỳ 2 của năm cuối cấp. Lớp A chúng em vinh dự được thầy Phúc và đoàn trường chọn nhiều đoàn đi thi học sinh giỏi các môn. Em và bạn Tiến, bạn Hằng đã được thầy Phúc cử đi thi đội học sinh giỏi của tỉnh môn sinh học ở trường Đông Quang. Và do nhà em cũng khó khăn mà ruộng thì còn chưa cấy xong, thầy Phúc lại sợ nhà em là không kịp đi thi kỳ thi đó, thì thầy Phúc lại hô hào tất cả các bạn nữ của lớp 9A chúng em là sang cấy hộ đấy ạ. Vâng, và chỉ trong 2 ngày thôi, 4 sao ruộng của nhà em đã được các bạn nữ 9A cấy cho xong. Và đợt ý là em cũng kịp dự kỳ thi học sinh giỏi môn sinh học ở trường Đông Quang năm đó. Và đi xe máy thì cũng không có, thầy Phúc phải sang tận nhà nhà em để đón em đi bằng xe đạp ạ. Vâng, thế nhưng chúng em cũng không phụ công của thầy và ba bạn chúng em và bạn Hằng, bạn Tiến lúc bấy giờ cũng dinh được giải về để báo công với thầy ạ. Vâng, kính thưa các thầy cô và các bạn, có còn nhiều kỷ niệm lắm nhưng và nhiều điều em muốn nói ở đây nhưng thời gian không cho phép, thì một lần nữa em thay mặt cho các bạn cựu học sinh liên khóa cảm ơn tất cả các thầy các cô đã bớt chút thời gian về đây để chung vui cùng chúng em. Sau 31 năm gặp lại, em xin kính chúc các thầy cô dồi dào sức khỏe, chúc các bạn cựu học sinh toàn liên khóa gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, và xin chúc buổi gặp mặt của chúng ta thành công rực rỡ. Em xin trân trọng cảm ơn ạ. Vâng, kính mời bạn nào. Cũng đã bắt đầu thì cũng báo là mùa hè đã đến và các cô trò thì sắp phải chia tay, khoảng khách của các cô cậu học trò sắp phải chia tay mái trường thân yêu của mình. Còn đối với cựu học sinh 8791, sau bao ngày hồi hộp mong chờ thì ngày sum họp cũng đã đến. Tôi vô cùng vinh dự và xúc động được đại diện cho các bạn cựu học sinh khóa 8791 phát biểu những cảm nghĩ của mình nhân ngày buổi gặp mặt ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép em thay mặt các bạn cựu học sinh 8791 xin gửi lời đến các quý thầy cô giáo lời chúc sức khỏe hạnh phúc, chúc mái trường trung học cơ sở Ngọc Mỹ của chúng ta ngày càng khang trang và phát triển. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn,
thấm thoát đã 31 năm kể ngày từ ngày chúng ta rời xa mái trường thân yêu này, chia tay nhau chúng ta mỗi người một nơi, mỗi công việc khác nhau. Hôm nay chúng ta tập hợp về đây để gặp gỡ tri ân các thầy cô giáo. Người đã tận tình dạy dỗ, truyền đạt cho chúng ta những kiến thức quý giá nhất trong quá trình ngồi trên ghế nhà trường. Kính thưa các thầy cô giáo, người ta ví thầy cô giáo như người lái đò, còn chúng em là người khách sang sông. Khách sang sông rồi, người chèo đò vẫn lặng lẽ miệt mài giữa đôi bờ để đưa bao thế hệ đi ngang dòng sông tri thức. Và hôm nay những người khách qua đò, qua sông chúng em lại có dịp quay trở về bến đầu xưa với những người chèo đò lặng lẽ. Chúng em xin gửi lời tri ân, cảm ơn sâu sắc tới các thầy cô giáo trong ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô dạy bộ môn đã dìu dắt và nâng đỡ ước mơ cho chúng em trong suốt quá trình học tập dưới mái trường này. Bạn đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, đó là bạn Đỗ Văn Thông, cũng là một trong cựu học sinh của trường Hồng Mỹ. Hiện nay đang là tiến sĩ công tác tại Sài Gòn. Thực sự là một tin vui. Xin chào vào đây được không ạ? Và sau đây xin mời bạn Thông có đôi lời chia sẻ với các thầy cô giáo và các bạn học sinh của Hồng Mỹ. Xin mời bạn Thông. Kính thưa quý thầy cô, thưa tất cả các bạn cựu học sinh, trước tiên thì em xin kính chúc quý thầy cô và các bạn một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc trong sự nghiệp và thành công trong sự nghiệp. Kính thưa quý thầy cô, thế thì 31 năm trở lại trường, trong cảm xúc của em, chắc chắn là của tất cả mọi người, sẽ rất xúc động và rất là vui mừng khi được gặp lại quý thầy cô. Mặc dù thì tuổi tác cũng thể hiện qua năm tháng, thế nhưng mà chúng em cũng nhìn thấy quý thầy cô ở đây rất là mạnh khỏe, vẫn còn chứa được chứa những tình cảm dành cho tất cả quý cựu học sinh ở đây. Thì chúng em cảm thấy rất là vui và rất là xúc động. Như bạn Vịnh có giới thiệu thì thực ra thì em không phải là cái người thành đạt, mà theo em nghĩ là mỗi một người chọn một cái con đường đi riêng, một cái hướng đi riêng. Bạn thì theo cái nghề doanh nghiệp, bạn nghề theo nghề giáo, rồi bạn thì theo cái lĩnh vực kinh tế, còn em thì theo lĩnh vực khoa học. Mỗi người có một cái lĩnh vực riêng và thành đạt ở một cái lĩnh vực của mình. Và em tin rằng là tất cả những cái sự giáo dục, dạy dỗ của quý thầy cô trước đây đã giúp cho chúng em có một cái nền tảng vững nhất, tốt nhất để chúng em bước vào đời. Và 31 năm trở lại trường thì với em, và em cũng tin chắc rằng tất cả các bạn ở đây đều hướng đến cái trường để nhớ lại những cái kỷ niệm ngày xưa. Một lần nữa thì chúng em cũng xin kính chúc tất cả quý thầy cô và các bạn luôn luôn mạnh khỏe. Em cũng xin chia sẻ thêm thì thực nay thì em công tác ở thành phố Hồ Chí Minh có lẽ là cũng là cái bạn mà tương đối xa, và em đang công tác trong cái Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hiện tại em đang phụ trách một cái viện, quản lý một cái viện ở phía Nam. Lĩnh vực của em thì hoạt động trong cái lĩnh vực sinh thái, tài nguyên và môi trường. Tất cả những cái gì mà liên quan đến cái tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là tài nguyên rừng và đa dạng sinh học. Những cái gì liên quan đến cái môi trường, đặc biệt là biến đổi khí hậu, thì đó là những cái lĩnh vực mà chúng em đang theo đuổi. Với cái sự dạy dỗ của quý thầy, của quý cô, thì chúng em sẽ cố gắng trên cái con đường của mình để làm sao đóng góp tốt nhất cho cái ngành lĩnh vực của mình, cho xã hội và cho cả đất nước. Một lần nữa xin kính chúc quý thầy cô và các bạn. Qua đây cũng nếu có dịp được trân trọng mời quý thầy cô và các bạn, nếu mà bất kỳ những ai vào Sài Gòn thì xin nán lại ở Sài Gòn để cho em được cần tri ân quý thầy cô cũng như là gặp gỡ các bạn. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Quý thầy cô và các bạn, trong cuộc sống của chúng ta, sau khi rời ghế nhà trường thì có rất nhiều bạn thành công trên lĩnh vực giáo dục, nhưng bên cạnh đó chúng ta có những các bạn là doanh nhân, là giáo viên, là công chức, là rất nhiều ngành nghề. Nhưng quan trọng hơn cả, chúng ta là những người con sinh ra từ đất Ngọc Mỹ, và chúng ta đi đâu cũng rất thành công. Và một lần nữa thì chúc cho các bạn tiếp tục thành công trên chặng đường sự nghiệp của mình. Xin một tràng vỗ tay ạ. Kính thưa quý thầy cô, hòa theo dòng chảy thời gian, cùng những năm tháng thăng trầm lịch sử, những người từng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của địa phương Ngọc Mỹ để đào tạo ra biết bao thế hệ học sinh, giáo viên
cho dù ở nơi đâu, chúng em cũng muốn nghe những lời căn dặn, chỉ bảo ân cần từ các thầy cô. Và ngay sau đây, xin trân trọng lên sân khấu có đôi lời phát biểu. Trân trọng kính mời thầy giáo Đỗ Hồng Thiệu. Và sau lời phát biểu, trân trọng kính mời thầy cho chúng em ôn lại những ngày khai giảng và rất muốn nghe lại những tiếng trống xưa, những cái vung tay của thầy. Chúng em đã chuẩn bị chuẩn đây rồi ạ. Trân trọng kính mời thầy Đỗ Hồng Thiệu. Trân trọng kính mời thầy ạ. Lần đầu tiên được dự cái cuộc hội ngộ của học sinh cũ cách đây 31 năm. Đây là một điều mà vinh dự cho bản thân tôi và cùng với các cựu thầy cô giáo đã công tác giai đoạn đó hôm nay có mặt ở đây. Trước hết, để nhớ lại công ơn của các thầy cô, một điều tôi rất cảm động và cũng mong muốn các thầy cô về dự ở đây cùng với 130 bạn cựu học sinh khóa 87-91 dành cho tôi một phút, tất cả mời tất cả đứng dậy để tưởng nhớ những thầy cô đã ra đi mãi mãi. Xin kính mời các thầy cô và các bạn cựu học sinh. Thôi xin kính mời các thầy cô và các bạn cựu học sinh 87-91 an toàn. Trong cái cuộc hội ngộ hôm nay, tôi thấy rất tự hào là mình đã cùng các thầy cô giáo trong xã, ngoài xã dìu dắt các bạn cựu học sinh 87-91 trưởng thành như ngày hôm nay. Nếu tính theo phong thủy thì các bạn cũng đã 47 tuổi rồi. Và trong 47 năm ấy, mỗi người một công việc, mỗi người một lĩnh vực công tác. Hôm nay hội ngộ về đây chưa đông đủ, nhưng chúng tôi cũng cảm kích rằng đó là lần đầu tiên của xã Ngọc Mỹ mà các bạn tổ chức được như hôm nay, chúc buổi họp mặt hội ngộ của chúng ta thành công rất tốt đẹp. Trong buổi họp mặt hôm nay, chúng tôi rất tự hào về cái quê hương Ngọc Mỹ của chúng ta. Tôi nhớ lại năm 1992, duy nhất của Quốc Oai, nhà trường chúng ta được Đảng ủy, Ủy ban, Hội đồng Nhân dân cho phép tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường. Lúc bấy giờ chỉ có một cái dãy nhà 8 phòng học này được đón tiếp các thầy cô giáo cũ và các cựu học sinh. Đặc biệt chúng tôi nhớ mãi lời của đồng chí chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyễn Đình Trư lúc bấy giờ. Ông nói: không biết ai đã đặt tên và sinh ra hai cái chữ Ngọc Mỹ. Ngọc rất đẹp, Mỹ cũng càng đẹp hơn. Đấy là những lời của một đồng chí chủ tịch những năm đó đã nói trong buổi kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường. Và tôi nhớ nhất năm 90-91, một cái cơn bão ác nghiệt đã làm cho trường của chúng ta đổ và các lớp của nhà trường phải sơ tán đi các nơi. Và sau đó một năm thì 8 phòng học này được khánh thành và sau đó được kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường. Lớp lớp học trò đã lớn lên trưởng thành và đi công tác ở tất cả các nơi.
đặc biệt khóa 81, 87, 91. Hôm nay tự về trường cũ lại cho phép chúng tôi cùng với các bạn tụ họp hội ngộ đông đủ. Cho phép tôi một lần nữa kính chúc sức khỏe các thầy cô. Công tác những năm 87, 91 có một sức khỏe dồi dào. Và chúc các bạn khóa 87, 91 có một sức khỏe. Hiện nay nếu nói về cuộc sống, sức khỏe là số 1, tình cảm là số 2, tiền là số 3. Mà các bạn hôm nay đã dành cho chúng tôi cái điều thứ hai, đó là tình cảm. Cái tình cảm này chắc chắn không phai mờ trong những ngày cuối đời của các thầy cô giáo hôm nay về dự hội ngộ ở đây. Cuối cùng, xin chúc sức khỏe các thầy cô giáo luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc với con cháu và gia đình. Chúc các bạn khóa 8, 7, 9, 1 mạnh khỏe, trẻ trung, đạt được nhiều thành tích trong mọi lĩnh vực công tác, công việc, hiện tại và tương lai. Xin kính chào. À, vâng, thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn thầy Đỗ Úc Thiệu đã có những lời. Xin trân trọng cảm ơn thầy. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cô Kim lên sân khấu có đôi lời chia sẻ cùng với toàn thể các thầy cô và các bạn học sinh. Trân trọng kính mời cô ạ. Xin mời cô ạ. Trở lại, nhưng trái đất tròn thì thời trò chúng ta vẫn có thể gặp nhau. Và như có ca dao tục ngữ, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kể trồng cây. Và hôm nay các thầy cô giáo đã từng dạy các em ở 31 năm về trước. Rất vinh dự và tự hào mặc dù các em đang là những học sinh cũ của các thầy các cô giáo đã trưởng thành, thành đạt ở mọi lĩnh vực khác nhau. Nhưng nhìn thấy hôm nay sự hiện diện của các em và đã tổ chức trong thân trọng mời các thầy cô giáo đến để dự buổi lễ kỷ niệm này. Các thầy cô giáo rất tự hào về các em và không biết nói gì hơn thì cô chỉ có một lời kính chúc sức khỏe đến các thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và chúc các em sẽ thành đạt hơn nữa trên con đường của mình. Cô xin hết ạ. Nhắc lại những kỷ niệm, những tình cảm, những bài giảng chúng em không bao giờ quên được, cho dù là tất cả các bạn làm trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, xã hội, công nghiệp, giáo viên, rất nhiều ngành nghề. Nhưng mà ngày hôm nay thì tất cả các bạn đã gác bỏ lại công việc để về tham dự đông đủ ngày hội trường. Kính thưa các thầy cô và các bạn, sau 31 năm rời xa tuổi học trò dưới mái trường trung học cơ sở Ngọc Mỹ, hôm nay được trở về mái trường xưa chúng em đã từng học tập và trưởng thành. Mái trường đã in bao dấu ấn kỷ niệm buồn vui của tuổi học trò, những kỷ niệm thời thơ ấu cứ ùa về trong ký ức của mỗi chúng em. Tập thể cựu học sinh liên khóa 8, 7, 9, 1, chúng em không biết nói gì hơn xin kính tặng một phần quà nhỏ, đó là 60 cuốn sách góp vào thư viện. Đây là kho tri thức để dành tặng cho các em thế hệ sau của nhà trường để tăng thêm sự sinh động của thư viện. Xin trân trọng lên sân khấu, kính mời cô giáo Nguyễn Thúy Hà, hiệu trưởng nhà trường lên nhận quà và có đôi lời phát biểu. Trân trọng kính mời cô ạ. Và
được đứng ở đây trong cái hội khóa của các bạn. Và lúc này đây trong tôi cảm xúc thật là đong đầy và rất là đặc biệt, bởi vì tôi cũng xin được chia sẻ một chút là tôi cũng sinh năm 1976, và với hội khóa của các bạn tôi cảm thấy như là hội khóa của tôi. Và thật sự là từ hôm các bạn cho tôi biết là các bạn học khóa như thế này, thật sự là từ hôm đó đến giờ tôi cũng cảm xúc giống như các bạn vậy. Và một điều nữa là tôi công tác ở trường Trung học cơ sở Thẩm Mỹ từ năm 1997, và các thầy cô của các bạn thì cũng là các thầy cô đã dìu dắt tôi từ khi tôi mới bước chân vào ngành giáo dục, và tôi trưởng thành đến bây giờ. Có lẽ Ngọc Mỹ là quê hương thứ hai của tôi, và từ khi tôi là giáo viên đến bây giờ tôi cũng có những cái trọng trách để dìu dắt các thế hệ học sinh của Ngọc Mỹ. Thật sự luôn luôn tôi ý thức được rằng là tôi luôn phải cố gắng và dành nhiều tình cảm với cái sự tri ân đối với các thầy cô của các bạn, và cũng là các thầy cô của tôi, và cho phép em được dùng từ em với các thầy cô giáo của các bạn, bởi vì thực sự lúc này đây em rất nhiều cảm xúc và rất là xúc động và không biết nói gì hơn. Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã tổ chức cái buổi học khóa như thế này để cho tôi được có một dịp để gặp lại các thầy cô, những thế hệ đi trước đã dìu dắt tôi và đã giúp đỡ tôi khi tôi mới chập chững bước chân vào nghề. Và các bạn đã có những món quà dành cho học sinh của tôi, cũng là con em của các bạn, và là những con em của Ngọc Mỹ. Và món quà rất là ý nghĩa với những cuốn sách để cho các con sẽ có những cái cơ hội để được trau dồi thêm, được mở mang được tri thức. Và một lần nữa không biết nói gì hơn, thay mặt các thầy cô và toàn thể các em học sinh trường Trung học cơ sở Ngọc Mỹ, được cảm ơn các bạn đã có món quà thật là ý nghĩa trong cái dịp mà nói chung là rất là tôi không biết nói gì, chỉ biết cảm ơn các bạn và chúc cho toàn thể các thầy cô luôn có một sức khỏe dồi dào và luôn luôn dõi theo cái sự trưởng thành của các thế hệ giáo viên học sinh của trường Trung học cơ sở Ngọc Mỹ, cũng như là các bạn học sinh khóa 87 và 91. Và tôi cũng thay mặt các thầy cô và các em học sinh chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe, thành đạt và có nhiều những cái sự động viên đối với thầy trò của nhà trường nhiều hơn nữa, để chúng tôi có thêm động lực và cũng cố gắng nhiều hơn nữa để chúng tôi sẽ dìu dắt thế hệ học sinh của Ngọc Mỹ ngày một trưởng thành và ngày một phát triển hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô và các bạn. Kính thưa các thầy cô giáo, có một nhà thơ đã nói như thế này: một đời người một dòng sông, mấy ai là kẻ đứng trong bên bờ, muốn qua sông phải có đò, đường đời muôn bước phải nhờ người đưa. Có ai đó đã ví thầy cô như người chèo đò, còn chúng em là những khách qua sông. Khách qua sông rồi, người chèo đò vẫn miệt mài giữa đôi bờ, đưa bao thế hệ đi ngang dòng sông tri thức. Và hôm nay thật vui vì những khách qua sông đã trở về bến đò xưa, bên cạnh người chèo đò lặng lẽ nhìn dấu ấn thời gian trên mái tóc đã bạc của thầy cô. Chúng em cảm nhận sâu sắc sự lớn lên của chính mình giữa cuộc đời bận rộn đầy lo toan. Mỗi khi nghĩ về thầy cô và bạn bè, về khoảng thời gian được học dưới mái trường Ngọc Mỹ thân thương, lòng chúng em như ấm lại, tự nhủ mình cần phải sống sao cho xứng đáng. Chúng em những học sinh niên khóa 1987-1991 xin được chân thành cảm ơn và tri ân các thầy cô. Xin kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, tràn ngập niềm vui. Xin trân trọng gửi tặng các thầy cô những bó hoa.
tôi thắng và một món quà nhỏ thể hiện tình cảm thắm thiết, sự tri ân và lòng biết ơn của chúng em đối với các thầy các cô. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thầy Đỗ Hồng Hiếu, nguyên hiệu trưởng nhà trường, cô Nguyễn Thị Quy, nguyên phó hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng kính mời bạn Ngọc và bạn Phương lên trao quà lưu niệm cho các thầy cô nhân cùng bao ước mơ. Và khi tôi cách xa tháng năm học trò, còn nhớ mẹ chia tay ấy buồn. Ngoài sân vườn rơi hồng trắng kỷ niệm, chợt nhớ về những ngày xưa đã xa. Và hôm nay chúng ta đã quay trở về. Bạn ơi, giờ đây tôi muốn nói rằng lòng tôi vẫn nhớ người thầy ngày xưa dạy chúng ta. Không còn trở lại nơi chốn ấy, từng năm tháng trôi hiện trong ký ức. Về xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời, cùng bao cánh hoa phân rơi ngập đầy nắng vàng. Và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi chốn ấy. Bao bạn thân khi xưa bên nhau, giờ đây còn lại mình ta trong nỗi nhớ thiết tha. Đã đi xa về nơi trái tim, và còn lại trong ta những tháng năm dài. Nhớ về những thơ ấu kỷ niệm đã xa từ lâu. Giờ còn nụ hồng khi xưa ta tặng bạn, em trong trang vở lưu bút nơi. Thế gian có đổi thay, tháng năm có phai, ta sẽ mãi nhớ đến nhau. Rằng lòng tôi vẫn nhớ thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn trở lại nơi chốn ấy. Từng năm tháng chợt hiện trong ký ức. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời, cùng bao cánh hoa phương rơi ngập đầy nắng vàng. Và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa. Xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi chốn ấy. Bao bản thân khi xưa bên nhau, giờ đây còn lại mình ta trong nỗi nhớ ấy. Đâu đâu biết đâu rồi, ngày bạn và tôi vẫn thường đến lớp. Giờ tìm nơi đâu, còn lại đây chút nắng hồng ngây ngô. Ngày thơ ấu ta vui chơi dưới sân trường, nhưng giờ đây xa nhau mất rồi. Bạn thân ơi, chớ quên. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời, cùng bao cánh hoa.
bác. Bầu trời trong xanh lung linh những muôn cành hoa xoan, rồi dàn chân bước vui tung tăng các em nho quả khăn thơ thương nhớ những ngày đã. Thiết tha nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa, đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào, thời gian sau đi mong xin hãy ngừng trôi, dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng nỗi nhớ niềm thương gửi cho quay trở lại được. Buồn vui nào cũng có lúc tàn, sau mỗi lần gặp một lúc này cũng chia tay, khó chăng cái còn đọng lại mãi mãi về sau đó là tình thầy trò. Thì bạn muốn đã được xa xôi đắp lên cho mình đã quên mất học những thứ thân yêu. Chúng em xin cảm ơn tình cảm chân thành của các thầy cô đã dành cho chúng em trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn học sinh Liên Hóa 1987 đã nhiệt tình tham dự để chúng ta có được buổi lễ kỷ niệm và gặp mặt một ngày hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc buổi lễ gặp mặt kỷ niệm 31 năm ngày trở về của tập thể cựu học sinh trung học phổ thông khóa 1987 1981. Kính chúc thầy cô nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chúc các bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc buổi họp mặt hôm nay mãi mãi trở thành dấu ấn đẹp đẽ không phai mờ trong tâm tưởng của chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ xin mời tất cả thầy cô và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau nâng chén rượu để chúc mừng sự thành công của buổi lễ. Và thay mặt ban tổ chức thì chúng tôi thật sự một lần nữa chúng tôi không biết nói gì. Cảm ơn tất cả các bạn đã nhiệt tình tham gia để cho chúng ta có được buổi lễ gặp mặt đầy ấn tượng và đầy kỷ niệm ngày hôm nay. Xin mời. Trong những